chồng luôn. Dạ em xin phép chào cô chú và anh chị. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị đã ủng hộ cái YouTube gốm sứ Nhật Xuân Lãm. Dạ những sản phẩm em lên anh chị thích món nào anh chị chụp gửi về gốm Nhật Xuân Lãm nha anh chị, 0913 330469 nha anh chị. Và những anh chị mà không có xài Zalo đó anh chị, anh chị nhắn trực tiếp vào cái số điện thoại em cũng niêm yết trên cái Zalo nha anh chị. Và cũng không Zalo với là số điện thoại cũng là một luôn, 0913 luôn nha anh chị, 330469. Và em sẽ báo mã số sản phẩm cho anh chị nha. Và những anh chị mà đã nhiều lúc có em cũng có anh chị mà nhắn trên cái YouTube anh chị, anh chị có nhắn mà em cũng xin là em có trả lời cho anh chị, cho anh chị không nhận được tin nhắn nha. Đó, rồi bây giờ này anh chị thích món nào đó anh chị báo mã số của món đó, anh chị nhắn trên cái tin nhắn anh chị, cũng là tin nhắn 0913 đó, 330469, và em sẽ trực tiếp báo sản phẩm cho anh chị nha. Dạ em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ủng hộ cái YouTube này. Và em sẽ lên một cái bộ chén nha anh chị. Một cái bộ chén này là em báo chị là một cái bộ chén này là một cái dòng men sứ xương nha anh chị, rất là mỏng đó, dòng ly sứ xương rất là mỏng nha anh chị. Thứ nhất là, thứ hai này là phone, này là phone chén Nhật nha anh chị, phone này là phone chén Nhật, chén là chén ngũ sắc nha anh chị, chén họa tiết. Những cái này là vẽ vàng và cái này là vẽ nổi nha anh chị. Cái này em có số lượng là 10 chiếc, em có số lượng 10 chiếc nha anh chị. Anh chị nhìn cái chén nha chị, chén này là hơi mỏng nha chị, em báo là những cái dòng sứ xương là những cái dòng chén mỏng rất là mỏng nha chị, chén rất là mỏng nha. Chén này là viền vàng anh chị, miệng là 11.5 và cao của chén này là 5, cao của chén này, cao của chén này 5 nha chị ấy. Rồi bộ này em bán cho anh chị với giá là 650k bộ này, 650k bộ này nha anh chị. Anh chị chốt cho em mã Q44. Q44 nha anh chị, Q44 650k. Chị đó, chén này rất là đẹp nha anh chị. Rồi em lên một cái bộ này nha chị, một cái bộ này là một bộ trà nha chị, một bộ trà. Rồi em lên cái một bộ trà nha chị, một cái bộ trà này là lọc tổ ong nha chị, lọc tổ ong. Này là lọc tổ ong nha chị. Một cái bình này em có là 5 cái chung nha chị, 5 chung có nắp như thế này. Bộ này là Imari nha chị, 5 chung có nắp nha. Viên cũng là chị, triệu ký là chị, chuyện ký nha. Cái này là nắp họa tiết vẽ vàng. Và cái này là hoa nha chị, cái này là hoa. Một bình này là dung tích là 600ml nha chị. Bình này dung tích là 600ml, 600ml nha chị đấy. Bình này là phone hộp luôn nha chị, bình này em bán chị có hộp luôn, có hộp nha chị, quay như thế này nha chị, quay như thế này. Và hộp cũng là bằng gỗ như thế này anh chị đó. Cái này là phone hộp như thế này anh chị, phone hộp nha. Lọc tổ ong anh chị, lọc tổ ong em bán chị bình này là 600ml. Nắp này là có chuyện đầy đủ nha anh chị, quay quay như thế này. Và bây giờ này là em sẽ đo miệng bình nha chị. Miệng bình của này là 8 nha chị, và cao của bình này là 8 luôn. Miệng là 8, cao của bình này là 8. Ly này đường kính là 9 nha chị, và cao của này là 6. Đó, cao của này là 6 nha chị.
Rồi cái bộ này em bán cho anh chị với giá là, bộ này là Imari nha chị. Bộ này em bán cho anh chị với giá là 2 triệu bộ này. 2 triệu bộ này nha chị. Anh chị chốt em mã Q45. Q45 nha chị, 2 triệu Q45. Anh chị đã con hộp cho chị 2 triệu nha anh chị, 2 triệu cái bộ trà Imari này. Anh chị chốt cho em mã Q45 nha anh chị, Q45. Rồi nha anh chị, cái bộ này em có là anh chị. Cái bộ này là em có 5 cái cây nha anh chị, 5 cái cây một lúc nha. Cái hộp này em có 5 cái cây anh chị. Lên cho ta. Một cái bình này chị, bình này là một cái bình hoa mẫu đơn hoa đào nha chị, hoa mẫu đơn hoa đào. Và cái này là cái này là có truyện nha chị. Và xung quanh của này là xanh, họa tiết vẽ xanh. Và trên vành này cũng vẽ xanh nha chị. Vì cái miệng này là cũng là vẽ vàng. Miệng này là đường kính là 9 nha chị. Và cao của này là 31. Cao của này là 31 nha chị. Cao của này là 31. Miệng là 9 nha anh chị, cao của bình này là 31 nha anh chị, cao bình này 31. Vòng bụng là 42 anh chị. Vòng bụng của bình này là 42. Anh chị, cái này là dừa hoa đào, dừa hoa mẫu đơn nha anh chị. Hoa nói chung đấy anh chị rất là đẹp luôn. Rồi này, cái bình này em bán cho anh chị với giá là, bình em bán cho anh chị với giá là 850k cái bình này. 850k cái bình này nha chị. Anh chị chốt cho em mã Q46. 850k chị, Q46 nha. Q46 này là truyện ký đầy đủ nha chị. Q46. Rồi anh chị, cái này em có ba cái này là anh chị, ba cái ly này là, ba cái này là ly, ly này là ly của Pháp nha chị, ly quay trắng này ly của Pháp nha. Miệng ly là 8 nha chị, và cao của ly là 6. Miệng ly là 8, cao của ly là 6 nha chị. Em báo chị những cái ly này là có ký hiệu Pháp còn sâu nha chị, phần của đấy nha. Rồi ba chiếc này em bán cho anh chị với giá là 3 chiếc này em bán cho anh chị 260k 3 chiếc này. 260k 3 chiếc này nha anh chị. Anh chị chốt em mã Q47. Q47 nha anh chị, Q47. Rồi cái này anh chị em lên một cái bộ ly nha anh chị, một cái bộ ly này là có một bộ này nó có 3 cái ly nha anh chị, 3 cái ly. Ly này ly dòng ly mật để uống những cái dòng nước nóng nha anh chị. Hay là anh chị uống dòng nước trà là những cái dòng ly mật là rất, uống trà rất là ngon nha chị, rất là đẹp. Đấy. Ba cái ly nha chị, ba cái ly. Và em có hai cái tô. Tô này là đủ ăn mình ăn mì nha chị đó. Hai cái tô này. Ba. Rồi tô này đường kính là 14 nha chị, và cao của này là 8. Đường kính 14 nha chị, cao của này là 8 nha chị ấy. Và bây giờ ly, ly này là miệng là 8 nha chị, cao của này là 8 luôn. Rồi em lên một cái bộ này, em bán cho anh chị bộ này cho anh chị với giá là hai cái tô nha chị, hai tô một cái này. Em bán cho chị bộ này nha.
Rồi bộ này bán cho chị 230k, chị 230k, hai cái tô và hai hộp này, hai tô và ba ly nha chị, 230k. Anh chị chốt cho em mã Q48 nha chị, Q48, Q48. Tổng thể là 5 món nha chị, 230k, Q48 tổng thể là. Rồi em lên cái này chị. Em lên cái bộ này nha chị, bộ này em có hai cái khay đen nha chị, hai khay đen ngũ sắc nha. Rồi cái này là đường kính này là 18 nha chị, và ngang của này là 14. Rồi cái cặp em có một cặp nha chị, một cặp cái này là khay đen ngũ sắc nha chị. Rồi một cặp này em bán cho anh chị với giá là 150k cặp này, 150k cặp này chị. Anh chị cái này một cái khay này để nước chấm nước tương anh chị, và một cái này anh chị để rồi cái này em bán cho anh chị 150k cặp này. Anh chị có cho em mã Q49, Q49 nha anh chị, Q49 150k. Rồi em lên một cái này anh chị. Rồi cái này là một cái cặp, này là một cái cặp phu thê nha chị, một cái cặp phu thê. Và cái này là xưa nha chị. Cái này đường kính này là 7 nha chị, và cao của này là 9. Đường kính là 7 nha chị, cao của này là 9 nha. Rồi cái này em bán cho anh chị là bộ này là 270k bộ này. 270k bộ này nha chị. Anh chị chốt cho em mã Q50. 270k Q50 nha chị, Q50. Q50 270k. Giá hai bên. Rồi bây giờ em lên một cái combo nha chị. Combo này là combo này là toàn bộ là dĩa hoa nha chị, dĩa hoa như thế này nha, một cái dĩa nhỏ, hai dĩa nha chị, ba dĩa, bốn dĩa như thế này. Em lên một cái combo luôn nha chị. Có cái dĩa nhỏ là dĩa đựng nha chị, rất là đựng như dĩa luôn. Bộ này em có 6 chiếc nè anh chị nhìn nha. Cái này là có 4 dĩa nha. Đó, 4 cái công dĩa như thế này anh chị, 4 cái dĩa như thế này nha. Không mà phải cho cái này phải cho nó đúng vậy nha. Đó. Có một cái như vậy chị, đã lên nguyên cái combo luôn, tổng thể là 8 chiếc nhỏ nha chị, 9 chiếc nhỏ nha, và một cái này là một cái chén, hai cái này là hai cái dĩa nha chị. Đấy, bây giờ này 9 chiếc nhỏ, 8 chiếc nhỏ. Rồi cái này đường kính là 11, 8 chiếc nhỏ đường kính là 11 nha chị, 8 chiếc nhỏ đường kính 11, và một cái chén, chén này là đường kính là 13, và cái này đường kính là 19 nha chị, chiếc này cũng là 19 luôn. Toàn bộ triệu ký đầy đủ nha anh chị, triệu ký đầy đủ.
truyện ký đầy đủ nha chị. Rồi em lên cái này là rất là đẹp luôn. Rồi bộ này em bán cho anh chị hết cái bộ này luôn nha anh chị. Hết cái bộ này là 2 dĩa 1 chén. Và tổng thể là 8 chiếc nha anh chị, 8 chiếc bộ này. Rồi bộ này em bán hết cho anh chị bộ này luôn. Rồi, bộ này em bán cho anh chị với giá là 300k bộ này. 300k thôi nha anh chị, 300k. Đấy, anh chị chốt cho em mã Q 51. Tổng thể là 9 chiếc 10 11 chiếc nha anh chị, 300k. Q51 nha anh chị, Q51. Bộ này là rất là rẻ giá, rẻ nha anh chị. Truyện ký đầy đủ nha anh chị. Máy dĩa nhỏ nhỏ anh chị đựng nước chấm, nước tương rất là đẹp luôn. 300k Q51 nha anh chị, Q51. Rồi bây giờ em lên tiếp cho anh chị. Bộ này cũng có là 3 chiếc như thế này anh chị. Rồi cái này đường kính là 19 nha anh chị. Rồi 3 chiếc này. Đây là một cái dĩa sơn thủy nha anh chị. Rồi ba chiếc này em bán cho anh chị với giá là 110k. 110k ba chiếc này anh chị, truyện ký đầy đủ luôn. Em bán chị chiều nay là các sản phẩm em đều sale giá nha anh chị. Các sản phẩm em đều sale giá. Đó, 110k Q51. Xin lỗi Q52 anh chị. 110k Q52. Rồi em lên một cái bình trà này anh chị. Bên này là lọc lưới nha chị. Bên này lọc lưới. Họa tiết này là vẽ hoa nha chị. Họa tiết này là vẽ hoa. Bên này lạ nha chị. Mới chưa qua sử dụng nha chị. Trong cái này là nắp có truyền nha chị. Nắp có truyền như thế này. Này bình này là dung tích là 380ml nha chị. Dung tích bình này là 380ml. Bình này em bán cho anh chị với giá là 200k cái bình này. Bình này 200k nha chị. Anh chị chốt em mã Q53. 200k Q53. Rồi bây giờ em lên một cái bộ bình nha chị. Bình này là một cái bình Bình là Nguyễn Phúc hay gì nha. Rồi em lên một cái bình Ngũ Phúc nha anh chị. Bình này là cốt Futani xưa nha anh chị. Cái này là rất là xưa rồi anh chị. Nhìn cái qua anh chị nhìn cái qua là biết cái này là hàng này chuẩn xưa của dòng Futani. Bình này là dung tích là 600ml nha anh chị. Dung tích là 600ml. Dung tích là 600ml anh chị. Cái phần dưới của cái này là nó như thế này nha chị, như thế này nha. Và cái phần quai này là có đóng truyện nha chị. Phần quai này là có truyện bán chị là cái bình này là rất là xưa rồi. Rồi anh chị, bình này là em có là một bình 5 cái chung. Một bình 5 chung nha anh chị, một bình 5 chung. Mà rất tiếc là ba cái chung này rất là ok nha anh chị, ba chung này là ok. Rồi bây giờ em có hai cái chung anh chị, em báo chị rõ trên kênh like những chi tiết sản phẩm nha. Thứ nhất là cái này anh chị nó bị lỗi dâm một xíu, dâm cho phải lỗi nha chị, dâm khu. Thứ hai là anh chị nó cũng hai chiếc này dâm khu nha chị, dâm cái khu. Rồi cái bộ này là em tổng thể là một bình 5 ly mà hai chiếc bị dâm khu nha chị. Còn con đề trên thì cái viền nó vẫn là viền anh chị, những cái viền này là cái hàng xưa chị,
nó hơi phai view một xíu là bình thường nha chị. Đấy, cái này là hàng xưa, chuẩn xưa luôn. Rồi bây giờ bình này là dung tích là 600ml. Còn bây giờ ly này đường kính là 8.5 và cao của này là 6 nha chị, cao của này là 6. Rồi cái bộ này chị, bộ này em bán cho anh chị với giá là 1 triệu 800k cái bộ này. Bộ 1 triệu 800k nha chị, 1 triệu 800k. Thật tình là em báo anh chị luôn nha, cái này bộ này anh báo anh chị là chỉ là có 2 cái ly dâm thôi, chứ thật tình là bộ này nếu mà đúng hàng xưa như thế này, không tùy vớt như thế này, thì bộ này em sẽ lên trên giá 3 triệu nha chị. Mà cái này tiếp một cái là bị rồi. Anh chị nhìn là cái này, anh chị nhìn biết là cái dòng này Utani là cái dòng này rất là xưa anh chị. Đó, xưa nha. Thật là nếu mình này là ok thì em lên giá trên, có thể là trên 3 triệu. Mà cái rất tiếc anh chị. Rồi em bán cho anh chị bình này là, bộ này là 1 triệu 800k Q54. Q54 nha chị, Q54. Rồi em lên cái này anh chị. Cái này là một cái cặp, này là một cái cặp ly ngũ sắc màu xanh. Ngũ sắc màu xanh nha anh chị, ngũ sắc màu xanh. Cái này là đường kính này là 9 nha anh chị, và cao của ly này là 5. Họa tiết vẽ vàng rất là nhiều, tiện ký đầy đủ nha anh chị. Rồi cặp này em bán cho anh chị là một cặp này em bán cho anh chị 90k cặp này thôi. Anh chị chốt em mã Q55. 90k chị, Q55 nha. Dạ em xin phép chào cô chú và anh chị.